Trang xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Thu Trang và ông xã là Tiến Luật đang ở một buổi lễ ra mắt phim Xui Mà Hên. Cũng rất là hồi hộp, nói chung là cũng mấy ngày rồi không ngủ được. Hồi hộp là không biết là khi ra rạp thì phản ứng của khán giả ra sao, có thích cái vai của Trang, cái nhân vật của Trang trong phim hay không. Hy vọng là khán giả sẽ thích Trang cũng như là thích bộ phim Xui Mà Hên. Hôm nay tới đây được nhìn cái không khí rất là đông vui như bây giờ thì Ngọc đang rất là hồi hộp, là không biết là mọi người khi vô và thưởng thức xong bộ phim sẽ cảm giác như thế nào, và Ngọc hy vọng rằng mọi người sẽ có được những tiếng cười thiệt là vui vẻ. Hôm nay tới đây thì cũng thấy mọi người cũng như là Ngọc nói là rất là đông, và không biết là mọi người xem cái phim mình xong thì mọi người sẽ có suy nghĩ gì, nhưng mà cũng chúc cho cái phim này sẽ thành công và mọi người sẽ thật là vui khi mà xem được một cái tác phẩm tiếp theo nữa của Hà Hiền cùng với Lan Ngọc. Xin chào các bạn khán giả, hôm nay là Phương đi xem phim Xui Mà Hên. Thực ra là trong một cái bộ phim này có một cô bạn mà Phương rất là học cùng lớp với Phương hồi xưa, đó là Lan Ngọc. Thì hôm nay là Phương rất là hồi hộp và rất là vui khi mà chuẩn bị sắp xem một cái bộ phim Xui Mà Hên. Không biết là Phương nó sao mà hơn nó là sao, tại vì mấy ngày hôm nay Phương cũng gặp cũng hơi xui, mém xíu nữa là cũng bị cút rồi, nhưng mà cũng rất là may mắn. Không biết hôm nay sau khi xem phim này về mình sẽ có một chàng thoải mái để từ xui thành hơi thì sao? Cảm giác đầu tiên là Bách tới đây, Bách rất vui gặp lại rất nhiều người quen, và nó gợi cho mình rất nhiều cái cảm xúc khi ra mắt một bộ phim. Bách đã tham gia hai lần ra mắt như thế này rồi, và Bách mong đây sẽ là một bộ phim gây được tiếng cười cho khán giả nữa, kéo được khán giả tới rạp nữa khi mà cái mùa giải trí sắp tới rồi, một cái chuỗi ngày rất là dài mọi người được nghỉ. Bách mong là mọi người sẽ đến xem và mong đây là sẽ là một cái tác phẩm làm hài lòng những cái người đã bỏ tiền ra mua vé. Bộ phim này bởi vì nó vừa vui vừa buồn, nó có rất nhiều cảm xúc. Mình coi có cái đoạn mà lúc mà anh Hiền nấu đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, mình cũng muốn khóc luôn, tại vì phim rất là nhiều cảm xúc, mình rất là thích. Mình mong các bạn đến để xem Xui Mà Hên để ủng hộ ekip nhé. Rất nhiều tiếng cười đã ra, và mình nghĩ đó là cái một đối với một cái bộ phim mà phim hài mang tính giải trí, đó là một sự thành công, và mình cảm thấy hay hơn là mình tưởng tượng. Có những cái tiết tấu hài để mình vui nhộn, và có những cái phân đoạn tâm lý rất là hay, đánh vào tâm lý người xem và nhắc nhở chúng ta rằng là nhiều cái phải trong cuộc sống là chúng ta phải thành thật lẫn nhau.